Nửa đêm xuống bếp nấu ăn, thanh niên phát hiện cảnh tượng khó tin diễn ra ngay trong bồn rửa nhà mình. Nhiều người thấy cảnh này chắc bỏ chạy mất dép. Không ít lần dân mạng chứng kiến màn ghé thăm nhà bất đắc dĩ của những vị khách không mời mà đến, nhiều nhất chắc có lẽ là những loài vật đáng sợ. Như mới đây, một thanh niên đăng clip lên TikTok chia sẻ cảnh tượng khó tin mà mình vô tình bắt gặp trong gian bếp lúc nửa đêm. Chắc là giữa khuya đói bụng quá nên chàng trai xuống bếp tìm đồ ăn. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng sột soạt trong khu vực bồn rửa chén. Khi nhìn kỹ, người này phát hiện một chú chuột đang cố ăn những miếng thịt thừa còn sót lại. Rất có thể con chuột này đánh hơi được mùi đồ ăn nên đã bò từ dưới cống đi lên theo đường ống nước. Vì miếng thịt quá to nên em ấy phải liên tục dùng tay chân rồi cả răng để chén dần. Nhiều người xem cho rằng chú chuột này là khách quen của căn bếp, khi nào bồn rửa có đồ thừa thì đều tìm đến ăn. Dưới phần bình luận, dân mạng hài hước nhận xét: "Bếp cưng của chủ nhà đúng không? Mỗi ngày nhớ cho em ấy ăn uống đầy đủ nhé. Lần sau nhớ cắt thịt nhỏ ra cho nó ăn nha ông. Từ đó tôi không bao giờ dám rửa chén nữa." Mình mà thấy cảnh này chắc bỏ chạy tám hướng. Chủ thất còn bình tĩnh đứng quay được hay thật?